nào chúng ta xét câu hỏi thứ nhất, các em ạ. À. Tại sao khi ta rót nước nóng ra khỏi phích nước à, thì rồi đậy cái nút lại ngay, tức là ta rót nước nóng ra xong ta đã đậy cái nút lại ngay, thì chúng ta thấy ngay một cái hiện tượng là gì ạ? Là cái nút hay bị bật ra khỏi, bị bật ra ngoài, Đấy. nó sẽ không chặt được. Và làm thế nào để tránh được cái hiện tượng này? Thế thì đây chính là cái gì ạ? Đây chính là nói lên cái sự nở vì nhiệt của chất nào đấy ạ? Của chất khí các em nhá Đây là sự nở vì nhiệt của chất khí Khi mà chúng ta rót nước nóng ra ngoài ấy, Thì chúng ta biết rằng là cái không khí bên ngoài nó sẽ ùa vào trong phích ùa vào trong cái phích nước của chúng ta đấy. Thế nếu chúng ta đậy cái nút lại ngay Thì sau đó cái không khí đấy sẽ bị gì ạ? Bị nước ở bên trong phích này làm nóng đấy và đương nhiên khi nó sẽ nở ra không khí nó nở ra nhưng bị cái nắp phích là gì ạ à? đậy à. thì lúc này nó sẽ bị cản trở cái quá trình nở đấy nó sẽ xuất hiện một cái lực tất nhiên khí thì nó sẽ lực nó không phải quá lớn nhưng vẫn xuất hiện cái lực và cái lực này hoàn toàn có thể đẩy được cái nắp phích ra ngoài đó nên là khi mà chúng ta rót nước phích ra chúng ta lại đẩy ngay cái nắp lại thì là cái nắp có thể bị đẩy ra ngoài tất nhiên là à, cũng phải nói với các em rằng là đây là cái bài mà đã rất là cũ rồi mình cái nắp phích ngày xưa ấy là cái nắp theo kiểu là Gọi là giống như chúng ta gọi là ngày rất là xưa rồi là nắp giống như là nút, nút lá chuối ấy. là Nắp xuống Bây giờ thì là gì ạ? Bây giờ ta vặn rồi Vặn là sao mà đẩy được Khí không đẩy được à, Còn ngày xưa là ta chỉ gì ạ? Nút lại Nút lại thôi Được chưa? ạ à, Nói để các em hiểu rằng là đây là cái phích mà phích cũ Phích ngày xưa Phích bây giờ là chúng ta dùng gì ạ? Chúng ta dùng vặn lại chặt lại rồi Không thể đẩy ra được Nha! Tuy nhiên là chúng ta vẫn giải thích được như vậy Đây là sự nở về nhiệt của chất khí Vậy thì làm thế nào để tránh được hiện tượng này Thì để tránh hiện tượng này Thì chúng ta chỉ hạn chế cái, cái sự nở Vì nhiệt của chất khí thôi Bằng cách là chúng ta phải gì ạ Chúng ta rót nước ra thì chúng ta phải để một chút Để cho nước nó làm nóng cái không khí bên trong Vì không khí bên ngoài nó ùa vào ấy, Thì nước nó sẽ làm nóng Nước làm nóng thì khí nó sẽ nở ra Nó thoát bớt ra ngoài rồi Lúc này chúng ta mới đậy lại Thì nó sẽ gì ạ Chúng ta đậy lại thì cái sự nở về nhiệt lúc này nó sẽ rất ít thôi vì khi không khí bên trong phích là nhiệt độ đã lúc này là gần bằng với cái nhiệt độ của nước nóng rồi và nó sẽ không còn nở, không còn tăng nhiệt độ được nhiều nữa nó không nở được nhiều nữa nha đấy thì lưu ý cho thầy cái bài này không là nhiều bạn sẽ không hiểu là tại sao lại có cái có cái nút đậy đúng không ạ rồi đậy cái nút lại là thế nào trong khi nó phích nhà mình làm gì có cái nút nào đâu phích nhà mình là toàn gì thôi toàn toàn vắt lại rồi nhá rồi À, câu hỏi số 2 Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày Thì cốc dễ vỡ hơn khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng Cái này thì là liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất gì ạ? Chất lỏng của chất rắn nào? Của chất rắn Được chưa? Sự nở vì nhiệt của chất rắn Khi rót nước vào cốc thủy tinh dày ấy, Thì nó sẽ dễ vỡ hơn Vì sao vậy? Vì các em biết là cốc thủy tinh dày ấy thì khi chúng ta rót nước nóng vào trong đấy cái cái uh, cái lớp thủy tinh ở bên trong ấy ở bên trong cốc ấy lúc này nó sẽ nóng lên trước do nó tiếp xúc với nước nó sẽ nở ra trong khi đó thì cái lớp thủy tinh ở bên ngoài ấy, là chưa kịp nóng lên vì vậy nó chưa nở ra với cái anh bên trong nở ra nhưng mà gì ạ bị cái anh bên ngoài giữ lại cản trở lại thì như vậy lúc này sẽ xuất hiện một cái lực rất lớn cái lực đấy ấy, nó có thể làm vỡ cái cốc thủy tinh, vỡ cái vỏ bên ngoài ra. À, vì thế là nếu mà rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày, ấy, chúng ta phải rót từ từ. để sao cho gì ạ? À? nó cái, cái 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 lớp vỏ bên ngoài ấy, nó cũng sẽ nóng kịp lên, rồi kịp nở ra tương ứng với lại cái lớp bên trong. còn tất nhiên là nếu mà cốc thủy tinh mà mỏng ấy, thì đương nhiên là nó rất là mỏng nên là cái bên ngoài bên trong nó cũng sẽ rất nhanh chóng để gì ạ? À? là nở ra cùng với nhau. Mà không bị gì ạ? Không bị uh, anh ngoài lại cản trở cái sự nở của anh trong. Dày thì mới sợ thôi. Nhá. Đấy, nên là để hạn chế cái việc đấy thì thầy uh, lưu ý các em là khi chúng ta rót nước nóng vào một cái cốc thủy tinh mà dày. Thì chúng ta rót từ từ chậm thôi. Để sao cho gì ạ? Cho cái lớp ngoài nó cũng gì ạ? Tăng nhiệt độ kịp. Nhá. Nó tăng kịp thì nó sẽ nở ra kịp. Cùng với cái anh trong. Câu hỏi số 3 này đây là ứng dụng trong kỹ thuật để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau thì nghe biết là người ta có thể dùng nhiều phương pháp có thể hàn hoặc có thể dùng đinh tán đây là cái phương pháp dùng đinh tán người ta dùng phương pháp là tán gi à, người ta sẽ nung nóng đỏ đinh gi rồi đặt nhanh vào lỗ khuyên đây người ta nung nóng cái đỏ cái thanh này cái đinh này có một đầu là đã gì ạ đã có chốt hãm rồi người ta nung nóng đỏ xong người ta đặt vào đấy, cái 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 Đặt vào cái lỗ xuyên qua hai tấm kim loại này. Sau đó thì dùng búa gõ cái đầu này. Gõ đầu này để xuất hiện một cái gì ạ? Một cái tán tiếp. Đấy. Dùng búa tán đầu JV còn lại cho bẹt ra. Khi nguội, đinh JV sẽ siết chặt hai tấm kim loại lại. Giải thích tại sao? Cái bài này cho gần hết rồi, chỉ giải thích mỗi cái cuối cùng thôi. Thì chúng ta biết rằng là cái thanh GV này đang nóng như này đúng không ạ? Thì nó sẽ Khi mà nguội lại thì nó sẽ gì ạ? Nó co lại Và hai cái chốt này đã gì rồi nhỉ? Hai cái chốt này Nó hãm bên ngoài này Thì hai cái tấm kim loại này sẽ ngăn cản cái sự co lại Của cái đinh GV này Của cái đinh tán GV này Vậy vậy lúc này sẽ xuất hiện một cái Khi mà cái đinh GV này co lại sẽ xuất hiện một cái lực rất lớn Ép hai tấm kim loại này với nhau Đấy. Đây chính là sự Co lại khi cái đinh dây về gì ạ nguội đi khi cái đinh này nguội đi thì sẽ co lại và xuất hiện cái lực ép hai tấm kim loại với nhau đấy là cái câu hỏi số 3 các em lưu ý cho thầy chỗ này nhá ứng dụng ở đây là do cái ứng dụng của sự co lại khi mà cái đinh dây bị gì ạ bị nguội đi câu hỏi số 4 này hai chốt A và B của mạch điện tự động đây ta gọi là cái mạch điện tự động Vẽ ở hình 21A và 21B sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm Và hãy vẽ trạng thái của các băng kép ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng à. Thế thì các em nhìn vào cái mạch điện này thì rất rõ ràng Chúng ta sẽ xem ra là hình A và hình B này Thì à, các cái băng kép này sẽ hoạt động như nào Thì đâu là cái băng kép thì chúng ta thấy đây trên là chính là cái băng kép gồm có hai cái kim loại khác nhau một là màu trắng hai là màu đen trên hình thì vẽ như thế à, thì đề bài nói rằng là gì ạ vẽ trạng thái đúng không của các cái băng kép ở các cái mạch điện này khi nhiệt độ tăng đấy là cái thứ hai rồi cái thứ nhất là gì ạ người ta hỏi rằng là hai cái chốt a và b của mạch điện này sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng